Hôm nay tại trường bắn quốc gia TB1 huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, quân chủng phòng không không quân đã tổ chức diễn tập bắn đạn thật năm 2011. Đây là đợt diễn tập bắn đạn thật thường kỳ của các đơn vị phòng không trực thuộc quân chủng phòng không không quân với sự tham gia của các lực lượng hỏa lực phòng không để kiểm tra khả năng huấn luyện và kiểm tra chất lượng vũ khí và cũng là để nghiệm thu chương trình cải tiến thử nghiệm vũ khí đạn tên lửa nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ vùng trời của Tổ quốc. Các đơn vị phòng không tham gia diễn tập bắn đạn thật từ các tổ hợp tên lửa và pháo phòng không. Kết quả các bài bắn đã được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về khả năng bảo đảm an toàn, tính chính xác, ưu việt, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.